Anh ơi, em có thằng bạn ở ngoài Bắc, nó đang muốn xử một thằng. Mẹ, lại mấy thằng đất Bắc đặt hàng à? Đạn thế nào? Nó tự cho mình phát giá. Tùy độ khó thôi. Em đang chờ nó gửi ảnh rồi. Khách nói nếu mình nhận vụ này, mai anh em mình ra Bắc gặp nó và bàn bạc. Có đạn thì đi thôi. Mai mày book vé đi. Mà nhớ book cho thằng Trung nữa nhá. Ok anh. À, anh ơi. Có ảnh rồi anh. Đặt hàng vụ này là ai? Sao vậy anh? Tao hỏi đứa đặt hàng vụ này. Là thằng Sáu. Trước ở cùng vườn em ở trại Ba Sông. Con hàng này tao không lạ. Người quen của anh à? Đây là thằng Dũng Hó, sát thủ đất Bắc. Mày cứ nhìn người đứng cạnh nó đi. Đây là anh Toàn nhà mình mà. Chết thật, em lại không chú ý. Không chừng vụ này liên quan đến anh Toàn đấy. Mà em nghe nói anh Toàn ở Campuchia cơ mà nhỉ? Mấy tháng trước, ông bị vụ một chày, mất hết. Phải dắt qua bên Lào, xong về Campuchia làm sòng, rồi cũng mất tích. Tao cũng dò hỏi, mà chưa ra. Vậy chứ sao hai anh em đại ca không làm ăn chung với nhau? Ông có việc ông, tao có con đường của tao. Em tưởng có chuyện gì? Hay là hai anh em không hợp à? Mày điên à? Hồi ông ở bên Lào, tao còn qua thăm. Trong gia đình, ông thương tao nhất đấy. Vậy mà không sáp lại để làm ăn chung. Mỗi ông dạt một góc trời chi cho mệt. Ông hay làm cho anh các anh lớn. Tao thích tự do, không muốn vui với ai cả. Vụ này có khả năng liên quan đến anh Toàn nhà mình. Anh ơi, mai anh em mình cứ ra Bắc rồi nghe ngóng tình hình. Coi như mình không liên quan việc này, tao sẽ đứng đằng sau, khi cần sẽ ra mặt. Mai mày làm việc chúng nó, xem thằng nào đặt vụ này có gì liên quan đến ông không. Bàn việc cụ thể luôn đi. Bọn mày đi bao nhiêu người? Đủ dùng. Giá rổ thế nào? Giá rổ ấy thì phải tùy thuộc vào độ khó của công việc. Thực ra việc cũng không khó đâu. Mày chỉ cần biết chỗ chúng nó hay tụ tập, bất ngờ úp một phát, xong rồi té. Nhưng về quan trọng là phải đúng cái thằng mà tao đã gửi ảnh cho mày. Tên, tuổi và địa chỉ. Dũng Ó, nhà Lò Đúc, 30 tuổi. Hệ gì? Dao kìm búa gậy. Cũng là sát thủ à? Cũng như mày thôi. Sao mày bảo giết 4 thằng cơ mà? Hình ảnh đâu? Tạm thời tao chưa có ảnh. Nhưng mày yên tâm, 4 thằng chúng nó luôn đi với nhau như hình với bóng. Mày chỉ cần một thằng là tất cả bọn nó sẽ ra. Không chơi được kiểu đấy. Làm việc phải có hình ảnh. Được, tao sẽ gửi ảnh cho mày. Nhưng mà có một điều bọn mày phải nhớ, là trong đám đệ tử của nó có thằng Hùng Gáy. Đừng bao giờ nhìn bề ngoài của nó mà đánh giá thấp. Thằng này cũng là một tên có số có má, dùng súng đâm chém người không kê tay đâu. Thằng này trước kia cũng ở trại Ba Sông trên Tân Kỳ đúng không? Chính nó đấy. Nhưng mà nó ra trại sau tao với mày. Ngày xưa trong đấy nó cũng khét đấy. À này, mấy thằng này có liên quan gì không? Không liên quan. Này, này, này. Thằng này thằng nào? Nhìn quen lắm. À, nó là thằng Toàn Khỉ Đốm. Toàn Khỉ Đốm? Ngày xưa nó ở trại đúng không? Ngày xưa nó là thằng có súng má, khét lẹt. Khét thì cũng ngọt của tỏi rồi. Hả? Sao ngọt? Nó bị bọn Dũng Ó xử ngay trong trại giam. Thằng này ở trong trại giam mà vẫn xử được.
Khét lẹt đấy. Nó cũng chỉ là thằng nhận việc rồi thuê người khác làm thôi. Nghe đâu tận trên đồng rừng cơ. Này, tao hỏi thật nhá, sao mày phải thử thằng kia? Mày hỏi hơi nhiều rồi đấy. Mày chỉ cần biết nó là thằng cần phải chết, còn những việc khác bớt cái miệng đi. Thì tao chỉ thuận mồm hỏi vui thế thôi, mày làm gì mà căng thế. Thôi được rồi, mày cứ chuẩn bị tất cả những thứ tao cần đi, rồi anh em bàn lại sổ giá. Được ấy, chuyển thôi. Được, ngày mai mày sẽ có ảnh. Nhưng mày phải nhớ, phải là cái thằng mà tao đã gửi ảnh cho mày. Mà này, đi lại thì nhớ đi bằng taxi. Xem giá rổ như nào, cọc bao nhiêu, báo tao còn chuẩn bị. Quan trọng là phải nhanh và gọn. Ok, tao đi nhá. Đang theo dõi mày đó. Đừng có về khách sạn rồi. Kiếm chỗ nào đó ghé vô một chút đi. Để coi nó muốn cái gì.